có giống như những cái dạng toán mà trước đây em đã gặp. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết bài này bằng phương án khác. Mỗi dạng nó có một cái hướng giải quyết khác nhau các em. Mà cái này cũng mới toan này. Cái lẽ là sau cái lời giải này về em phải xem đi xem lại bài này ha. Biết đâu là có cái bài giống như thế này thì có phải mừng không? Phương án như thế nào? Phương án giải quyết cho bài này à. Mệt đó nha. Rộng lớn quá. Mỗi bài có một kiểu khác nhau. Này, chúng ta sẽ xử lý sao nha. Biến đổi sao cho nó hợp lý nha. Biến đổi sao đã các em? Thầy sẽ thêm bớt sao ra cái số này thành số 17 đi. Nha. Nè nè. Đây. Nếu ra cộng 17. Cộng 17 thì chỗ đây là phải là bao nhiêu? Thì tính toán nó sẽ bằng là cộng 2 trừ mấy? Trừ mấy các em? Trừ 15. Wow. Mừng không? 15 với 5 có nhân từ chung, thấy không? Đấy, rất là hay. Tiện ở chỗ đây. Rồi, nào chúng ta gom hai này thành một nhóm này. Ta đặt 5 ra ngoài này. Bên trong là T trừ 3. Thì cái biết như thế đây, chúng ta xử lý sau. Đó. Đấy, cái này này, chia cho 17 thì được như thế phải không? Rồi, cộng 17 chia cho 17. Cộng 17 chia cho 17 là mấy? Hồi nãy mình nghĩ rồi. 1, đúng không? 1 là số gì? 1 là số nguyên. Đó. Rồi, như vậy là để cái số mà đã cho đây là số nguyên. Thì đúng rồi, thì đồng nghĩa cái tổng này nguyên này, cái số này nguyên. Mà cái số này nguyên thì đồng nghĩa là cái gì phải nguyên? Đúng rồi, hạng tử này phải nguyên. Đấy, hạng tử tham gia vào cộng phải nguyên. Vì cái số nguyên này cộng với số nguyên thì ra số nguyên, đúng không? Đó. Rồi, ok. Và chú ý nha, chú ý là cái chỗ T ra này mình tìm này cũng phải thỏa mãn gì là số nguyên luôn ha. Đấy là số nguyên luôn cơ. Rồi bây giờ sao đây? Như vậy để này 5T cộng 2 là số nguyên hay nói cách khác là thuộc gì các em? Thuộc yes. Để thì mình dùng cái chữ đó là chữ gì nhỉ? Thì để điều này xảy ra thì ta phải có đây. Thì sao nhỉ? Thì 5 nhân với T trừ 3 phần 17 phải thuộc yes, đúng không? Thuộc yes. Rồi. Ở đây là 17 là số nguyên rồi. Như vậy thì tử số phải là số gì thì chia cho số nguyên mới ra số nguyên. Tử số phải là số nguyên, đúng không? Nhưng mà là số nguyên trên số nguyên thì đó là dạng phân số rồi, đúng không? Thì chúng ta nói phân số luôn đây. Để một phân số là số nguyên thì điều gì xảy ra? Đúng rồi, tử là bội của mẫu, tử chia cho mẫu, đúng không? Tử phải chia cho mẫu. Ví dụ phân số 6 phần 2, phân số này có giá trị là nguyên này, thấy không? Tự phải chia cho mẫu. Rồi. Tập đấy là thầy nói là phân số dương đấy, phân số cái âm đó. Từ đó chúng ta có là 5 nhân với T trừ 3 chia hết cho 17. Rồi. Đáp bội của 17. Ok, tiếp này. Giờ các em coi này, đây là phép phép nhân. Cái tích này chia cho 17 khi nào? Khi nào?
5 cái chia hết cái thừa số này cái chia hết cho 17 không? À không, vậy thì để cái tích này chia hết cho 17 thì buộc, đúng rồi, buộc cái thừa số thứ hai này phải chia hết cho 17. Là chúng ta đóng ngoặc ngồi cho dễ nhìn, đúng không? Rồi thì những cái bội của 17 là gì nhờ? Bội nhỏ nhất, đúng rồi, số 0 chia hết cho mọi số, phải không? Số 0. Rồi như vậy chúng ta có này, t trừ 3 nó sẽ thuộc cái tập hợp này các em. Đầu tiên là số 0, tiếp theo là số nào nào? Hả? 17 nhá. 17. À rồi sao sao nhỉ? À nhân 2 là 34, nhân 3 là gì nhỉ? Ừ? 51. Rồi chúng ta phải định hình nhá. Chúng ta phải xem xét thế nào cho nó hợp lý. Đây là số nguyên. Rồi. Nói chung là chúng ta viết không hết đâu các em. Nha, viết không hết đâu. À, bội của 17 viết bao giờ chạy hết thì chúng ta phải làm sao, viết theo cái cách khác em à. Ừ, viết theo cách khác hay t trừ 3 nó có dạng gì các em? Một số mà chia cho 2 nó có dạng là 2k, số chia cho 3 có dạng là 3k 3n gì đó, đúng không? Với k là số tự nhiên, đúng rồi, nó là cái dạng là 17 nhân với k, nhưng mà cái k này phải là số gì? Ừ, số nguyên, đúng rồi, chứ số không nguyên chẳng hạn như là k bằng là 0,3 đây mà nhân với 17 thì trật lắc rồi, nó sẽ ra cái số không chia cho 17 đâu, đúng không? À, điều kiện là k phải thuộc z nữa cơ. Đấy. Rồi. Như vậy chúng ta đã tìm ra t chưa? T là số gì? Ừ? T là số như thế nào đây? Chuyển cái này qua thôi. Thế thôi chứ có cái gì đâu. Hả? Ai? Vậy với t bằng 17k gì nè? Cộng 3 ha. Với k là số nguyên thì thì cái biểu thức này đạt giá trị nguyên. Ghi cái câu từ như họ ha, là một số nguyên đó. Ừ, như vậy với cái bài này chúng ta tìm được bao nhiêu giá trị t thỏa mãn bài toán các em, bao nhiêu giá trị t nguyên? À, vô số, tính hết được đâu nha. Đấy, cứ k bằng 0 thì t bằng mấy? T bằng 3. À, t bằng 3 không? Rồi k bằng 1 ví dụ đi. À đấy, thầy làm ví dụ nha. Đây này, đây là các giá trị k này. Các giá trị k này, k bằng 0 này thì là t tương ứng này. À, là 3 đúng không? Thầy lấy ví dụ để em hiểu thôi. À, k bằng 1 thì t bằng mấy? À, 20. K bằng trừ 1 đấy, số nguyên mà, nguyên âm này chứ nhờ. Thì t bằng mấy? Trừ mấy? Hả? Trừ mấy nha? À, trừ 14. À, vâng, đúng không? Đây, tìm cả đời không hết đâu. À, đó, như thế. Mình hiểu như vậy, mình hiểu như thế thôi. Chứ mà trong cái lời dạy của ta tới đây là ok rồi. Nhưng mà chú ý là cái này quan trọng lắm các em. Nếu mà không nói k là gì, là bài toán của mình là dễ bị thầy cô bắt bẻ lắm đó nhá. Trật hết đấy. Cái này cũng cực kỳ quan trọng. Rồi.